Nói chung là rất là bồi hồi đó, nói chung là cảm động mà tôi không ngờ, bởi vì thời gian 40 năm không ít, đúng không? 40 năm hai con người lại gặp lại đúng cái nơi mà trước đây họ đã xuất phát đấy, và hai đấy, đấy. Mà bây giờ bà tóc đã bạc hết rồi thì tất nhiên là quá cảm động đó, đấy. Thì tôi và ông này tôi cũng là nói chuyện trao đổi và đấy, cũng là chào nhau rất là thân tình, đúng không? Và cuối cùng chào nhau thì tôi về đây, đấy. Tôi cũng chúc ông mọi chuyện, ông cũng chúc là mọi chuyện, tôi cảm thấy là đấy, chung phung này có gì đó, tôi cứ suy nghĩ nhiều đêm tôi cười không? Chứ gì tôi không ngờ là mình là được may mắn được như vậy đó, là gặp lại mà là con người mà trước đây cũng có ít nhiều duyên nợ đấy, trong cuộc thi như vậy đó. Ông già đi nó có thể ông đoán ra Việt Nam sẽ đi qua đấy, ông đứng lại trực phòng á, cái phòng chấm á ông chờ. Thì có thể ông thấy tôi là người lớn tuổi nhất trong đoàn, ông nói là tôi đến ông gặp luôn đấy. Ông nói thì ông nói là đây tôi ăn đây cái đấy, ông nói chào đấy, mà ông nhắc lại cái bài rồi chứ tôi đã nói đấy. Ông nói là cái đội Việt Nam năm đấy thì tôi nhớ là cái bài của anh ấy là tôi gây ấn tượng, vì là hồi đó là lúc mà các trưởng đoàn đưa ra chấm á, thì nó là quán ngắn gòn, mà hồi đó đoàn trong cái nhóm chấm là người ta nắm rất chắc các giải rồi, ngóc các cứ tưởng như là biết hết rồi. Và khi thấy đưa ra thì người ta ngạc nhiên vì lời giải quán ngắn, và bắt đầu ông là cảm giác của chúng tôi là cười đó, ông là we laugh cười đó, quay. Nhưng mà sau khi đọc xong thì ông nào cũng bất ngờ đấy, ông nào cũng bất ngờ đấy. Thì ông mới bảo là không ngờ nó ngắn gòn như vậy đấy, người ta bất ngờ, và chính cái bất ngờ thì có thể là tạo tiền đề để người ta đề nghị là giải đặc biệt cho cái giải đó đấy. Hơi cảm thấy mệt mỏi vì tuổi tác nhưng không nhàm chán, với mỗi năm là mỗi khác, và có năm khi được cái này là mất cái kia, không được cái kia làm cho mình bao giờ cố gắng để năm sau làm tốt hơn đấy. Còn cả em bao giờ cũng ngoan ngoãn, mỗi em một vẻ cả đấy. Rất là muốn, tại vì mình là cũng là tuổi cha cả em rồi, rất là muốn được đấy, được có sống với mẹ em để cảm nhận trẻ trung đó, cảm nhận hòa đồng. Và tôi chắc là không có năm nào hoàn cảm thấy là hoàn chỉnh cả đó, năm nào được cái này thì cảm thấy chưa được cái kia, thua đội này thì hơn đội này, thua đội kia vẫn tức, nói chung là có đôi cái kia thì mình vẫn muốn cố gắng thì năm mỗi năm mỗi khác. Nhưng mà khi đến chắc 1-2-3 năm thì tôi phải để cho lớp trẻ lên, và tôi cảm thấy là mình nhưng lại đúng lúc là được rồi đấy. Tôi nghĩ chắc 1-2 năm nữa thôi nhưng là đúng lúc được rồi. Đó. Thầy có tự tin không? Vào cái đội ngũ kế cận này? Tôi quá tự tin vào đội ngũ kế cận và cả em đấy. Chỉ cần có những biện pháp nào đó đấy, đẩy lên nữa đúng không, thì có thể nói là bởi vì mục đích bây giờ không phải là chỉ Đông Nam Á, mục đích bây giờ tôi vẫn nhìn là xa hơn một chút, là mình được như Nga, Mỹ hay là Bắc Hà, là Hàn Quốc đấy, mày được đó.